Peter đang nôn nóng về thăm vợ sắp sinh thì gặp Ethan, anh chàng diễn viên xui như bị sao chổi chiếu mạng khiến hành trình của cả hai người hóa ra đen đủ đường. Hai người đàn ông khác tính nết có hoàn cảnh sống hoàn toàn lệch pha với nhau. Peter là kiến trúc sư không quá giàu có nhưng cũng có thể nói cuộc sống anh đầy đủ khiến bao người mơ ước. Một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc kề cạnh cô vợ đẹp và đứa con sắp chào đời. Bề ngoài Peter tỏ ra là con người tự tin có kiểm soát, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy đó chỉ là vỏ ngoài được tạo nên bởi những nỗi lo và sự yếu đuối vì trách nhiệm khi sắp được làm bố. Trái ngược với Peter, anh chàng Ethan là mẫu người không gì có thể tác động đến anh ta. Nếu bạn bảo Ethan ngồi, anh ta sẽ đứng. Nếu bạn bảo anh không làm được điều đó đâu, anh ta nhất định sống chết làm bằng mọi giá. Anh dị ứng bánh quế nhưng sẵn sàng ăn hết một cái bánh rồi sau đó chấp nhận chịu trận. Ethan sống trong thế giới của riêng mình không chút tài năng nhưng lại ước mơ trở thành diễn viên Hollywood. Hai người đàn ông gặp nhau sau một loạt những tình huống xui xẻo mà tất cả đều do lỗi của Ethan. Ngặt nỗi anh ta không hề ý thức được điều đó. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Ethan nhận được tin vài ngày nữa đứa con của anh sẽ chào đời. Ethan lập tức ra sân bay và gặp phải người đàn ông tóc xoăn râu rậm phong cách ngầu lòi. Bên cạnh kè kè theo con chó bun pháp và vô tình xảy ra va chạm với hành lý của Peter. Ồ xin lỗi nhé, tôi muốn nhặt lại giúp anh lắm nhưng tôi không thể đụng vào hành lý của người khác tại sân bay. Sáng sớm ra đường là thấy đen rồi, đến khi Peter vào trong và bị kiểm tra hành lý thì phát hiện ra nào là tạp chí điên loạn rồi đến ống hút cần. Có gì đó sai sai ở đây, cái túi này không phải của tôi. Mặc cho Peter cố giải thích, người nhân viên vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhìn Peter kiểu như anh là một thằng lưu manh giả danh trí thức, nghĩ đến đã thấy cay rồi. Lên máy bay vì kích cỡ của Ethan phải cần đến hai ghế ngồi, thế nên anh ta đã được đặc cách chuyển sang hạng ghế thương gia và tiếp tục gặp lại Peter. Hắn ngồi sau lưng anh và có ý tốt nhắc nhở Peter nên cất điện thoại đi. Hai bên lời qua tiếng lại khiến Peter bị hiểu nhầm là kẻ gây rối và nhận lại một viên kẹo nhựa ngay tại chỗ. Cuộc tranh cãi vô cớ khiến cả Peter và Ethan bị tống khứ ra khỏi máy bay. Peter có phần nhỏ hơn vì lọt vào danh sách đen cấm bay, trong khi đó hành lý của anh hiện giờ vẫn còn đang đi du lịch. Kể từ đó, vận đen bắt đầu ám vào Peter. Anh mắc kẹt trong tình trạng không tiền mặt, không thẻ tín dụng, không căn cước và thậm chí không cả thời gian. Peter cay đắng nhận ra mình sẽ phải dấn thân vào chuyến du hành bằng ô tô cùng một gã mà anh đang chỉ muốn cho hắn ăn đòn. Nhưng vì vợ và đứa con sắp chào đời nên anh phải cắn răng kiềm chế lại máu chó điên trong người. Tuy nhiên chuyến hành trình ấy không đến thẳng nơi Peter muốn, bởi vì Ethan cần phải ghé sang một địa điểm để mua thuốc y tế gây phê. Không tiền không bạc, Peter như cún con ngoan ngoãn mặc cho Ethan dắt đi. Tại ngôi nhà của người bán thuốc, Peter không ngừng bị bọn trẻ bắt nạt. Hổ không gầm, chúng mày lại cứ nghĩ là mèo con à. Chán đời thật, người không tiền cứ như hổ không răng chả ai sợ. Đêm đó, Ethan đã dùng hết 200 đô để mua thần dược và chỉ còn lại 60 đô cho cả hai người. Peter bắt đầu cảm thấy ức chế đến thở không nổi rồi và anh quyết định nhờ vợ gửi vào thẻ của Ethan 500 đô. Nhưng thay vì sử dụng tên thật của mình thì Ethan lại mang nghệ danh diễn viên ra để giao dịch. Nhìn thấy Peter căng thẳng nên Ethan chợt nhớ ra mình còn một thứ có thể chứng minh giúp Peter lấy được số tiền ấy. Anh lấy ra tấm hình chụp chân dung in tư của mình kèm chữ ký nghệ danh như trên tờ giao dịch. Tấm hình này có ý nghĩa gì vậy? Đây là tên diễn viên của tôi, anh nhìn xem hai bản mặt giống y như nhau nè. Tôi rất tiếc nhưng ở đây không chấp nhận loại giấy tờ này. Ai cũng có thể chụp một tấm ảnh và ký đại một cái tên lên. Peter cố kìm chế, có 500 đô thôi, anh muốn làm khó tôi đến vậy sao? Tôi rất tiếc nhưng đây là quy định của ngân hàng. Mời các anh ra ngoài 5 phút nữa tôi sẽ đóng cửa, ngày mai hãy quay lại giải quyết. Peter không nhịn được nữa lớn tiếng quát tháo. Thấy vậy Ethan đành hạ giọng khẩn xin, vợ anh ta sắp sinh và anh ta cần số tiền này làm lộ phí về nhà. Nhân viên ngân hàng nói, các anh có biết lúc vợ tôi sinh tôi đang ở đâu không? Là Isaac, Peter còn xem thường anh ta, đừng cố tỏ ra ngầu lòi, khoe mình từng làm lính nhưng thật ra chỉ là một binh sĩ quèn. Người nhân viên đổi sắc mặt phun nước bọt vào kính, Peter tiếp tục mắng anh ta là đồ bệnh hoạn. Nhân viên chỉ vào mặt Peter giọng nghiêm túc, mày chết mẹ mày với tao rồi. Anh ta ra khỏi nơi làm việc, ngồi trên chiếc xe lăn xuất hiện trước mặt hai người họ. Ê, vận động tí không thằng nhóc. Peter cảm thấy mình có đôi chút nặng lời, vội xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ vì gặp một ngày đen như chó. Vậy giờ tao sẽ giúp mày thâm hơn dài chó luôn nha. Anh ta cầm cây ba chắc quất vào người Peter. Ethan cũng muốn giúp, một tay cầm cây lược chảy tóc xoăn ra dọa. Khôn hồn thì đầu hàng, bọn tao có đến hai người đấy nhẽ. Kết quả là như thế này đây. Trời đổ mưa to, cả hai người nấp trong nhà vệ sinh công cộng. Vết thương vừa rồi tuôn máu từ mũi Peter trông chẳng khác gì tích canh. Trong lúc rảnh rỗi, Peter đã nghi ngờ Ethan không phải một diễn viên thực sự. Anh thách thức thử tài diễn xuất của Ethan. Anh diễn vai người đàn ông bị vợ gọi điện đến đòi ly dị xem. Đúng nghề nên Ethan bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Anh vừa nghe điện thoại xong ôm mặt khóc. Anh đã mất ba rồi mà em còn bỏ anh trong lúc này sao? Xin em đừng để anh phải sống cô đơn một mình. Anh thật sự ngập tâm vào vai diễn, cả chú chó cũng tập trung vào xem Ethan diễn. Anh ta thật đến nỗi khiến Peter cũng cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì điều đó là sự thật, ba của Ethan vừa mới mất.
Ông là người hoạt động nghệ thuật thế nên ông luôn vui vẻ động viên Ethan đi theo con đường mà anh đã chọn và giờ đây anh đang trên con đường biến ước mơ trở thành hiện thực. Anh mang theo cho cốt của bố bỏ vào trong một hũ đựng cà phê và nghĩ đó là cách hút chân không tốt nhất, đảm bảo hài cốt bố sẽ được bảo quản và luôn thơm tho. Sự ngốc nghếch ấy vậy mà lại chính là cách Ethan thể hiện tình cảm với bố. Không giống như Ethan ấn tượng của Peter về bố là người rất nghiêm khắc và ít nói. Ông đi suốt ngày ngay cả lần cuối cùng ông cười với anh là khi nào anh cũng không nhớ. Cho đến một ngày ông dọn hết đồ xách vali lên và đi mất. Đó cũng là lần cuối anh gặp được bố. Đang cảm động thằng đần Ethan bỗng cười như trúng số. Ôi vui ghê ba, tôi không bao giờ làm thế với tôi đâu, ông ấy yêu quý tôi lắm. Đêm đến để tiết kiệm chi phí cả hai người phải ngủ lại trên ô tô. Nhưng âm thanh khó chịu từ Ethan khiến Peter không tài nào ngủ nổi. Anh ta có tật xấu đêm nào cũng phải bắt sóc bỏ lọ thì mới ngủ ngon được. Ngay cả con chó của anh cũng giống y hệt chủ. Tôi cũng đến lại hai ông tướng này mất thôi. Sáng ra Peter ngồi co ro bên cạnh cửa xe. Chắc là đêm qua hai chủ tớ thằng Ethan bắt sóc lâu quá nên Peter phải ra ngoài ngủ. Nhìn thấy Ethan thức dậy bước vào nhà vệ sinh, Peter chợt nảy ra ý định. Anh vội vàng thu dọn hết hành lý của Ethan vứt xuống xe, viết một tờ giấy cảm ơn kèm xin lỗi và cẩn thận của con chó vào chiếc vali. Vậy là có xe về nhà với vợ rồi a hi hi. Peter vừa mừng vừa lo vì lần đầu trong đời anh làm chuyện trái với lương tâm, nhưng không ngờ đi đến giữa cầu thì xe hết xăng, đúng là quả báo nhãn tiền. Anh bước xuống xe rồi như một thằng điên tự nói chuyện một mình. Một điều nhịn là chín điều nhục, anh kiềm chế lại cảm xúc cố gắng vì vợ mà quay trở lại tìm Ethan. Anh chàng và con chó đang ngồi mốc mỏ bên đống hành lý ven đường. Peter giữ sắc mặt tỉnh như ruồi lấy đồ ăn thức uống ra mua chuộc lòng tin của Ethan. Tôi quan tâm anh lắm đấy bạn hiền. Tiếp tục chuyến hành trình, Peter đã nằm dài ra ngủ vì cả đêm qua anh chẳng chợt mắt được tí nào. Ethan cứ thế cầm lái bon bon trên đường cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Con chó cũng đã ngủ say và Ethan đang rất cố gắng để giữ hai con mắt không nhắm lại. Và rồi anh đã không thể vượt qua, cắm đầu xuống vô lăng mặt cho táo giao thông phù hộ độ trì. Phía trước những người làm công trình đang vẫy tay nhưng có ai thấy đâu. Tiếng chó sủa khiến Peter tỉnh giấc. Anh hốt hoảng gọi người bạn nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá muộn. Chiếc xe mất lái rơi hẳn xuống đường. Lúc này Ethan mới tỉnh lại và hỏi đây là đâu và tôi là ai. Không sao, tôi có mua bảo hiểm xe cộ rồi đây này. Mặc dù Ethan cầm lái nhưng vết thương của Peter có vẻ nặng hơn. Anh bước ra khỏi bệnh viện với cánh tay băng bột. Ethan lo lắng chạy lại hỏi thăm sức khỏe nhưng Peter đã nhanh chóng đề phòng anh tránh xa tôi ra. Anh nhìn tôi đi và thử gãy hai cái bẹ sườn mai 7 mũi ở nách xem có sao không nhé. Con chó cũng không thoát khỏi thương tật phải đeo loa cổ để chống liếm vết thương. Sau khi liên hệ được một người bạn đến đó thì Peter bắt đầu vạch ra khoảng cách với Ethan. Vậy mà Ethan còn nghĩ rằng Peter sẽ đưa mình đi cùng. Ethan đứng chân người ra chịu nghe những lời xì và xối xả vào mặt. Sẵn đây Peter phun nước bọt vào chú chó của Ethan xong rồi quay ngoắt đi. Nhưng người bạn của Peter đã khuyên nhủ anh ta nên bình tĩnh lại và tìm cách giải quyết thay vì nóng giận vô cớ. Và hành động lỗ mãng la hét phun nước bọt vừa rồi của Peter là sai. Nó không giống với tính cách của Peter thường ngày mà anh ta biết. Vậy nên Peter đã gọi Ethan lại và đồng ý cho anh cùng chú chó lên xe cùng mình. Thay vào đó, Ethan cũng phải chấp thuận những điều kiện mà Peter đưa ra như không được hỏi, không được ngủ gục và không được cho con chó lại gần mình. Trên xe, Peter cùng người bạn cố tình chạy đến ổ gà để Ethan hiểu được cảm giác bị chơi khăm là như thế nào. Dù vậy, Ethan vẫn không hề tức giận hay tỏ thái độ gì, còn Peter thì được một phen trả đũa hả hê. Anh ra màu đưa tất cả về nhà mình để nghỉ ngơi. Tại đó, Peter nhìn thấy những tấm ảnh chụp chung giữa vợ và bạn mình. Đó là một chuyến du lịch tình cờ họ gặp nhau và muốn lưu giữ lại kỷ niệm. Peter không mấy quan tâm nhưng Ethan thì hết sức trầm ngâm. Đó là thời gian nào, có phải vào 9 tháng trước không? Anh ra màu vò đầu bứt tóc suy nghĩ và gật đầu xác nhận. Trong lúc anh ta đi pha cà phê, Ethan đã cảnh báo Peter rằng giữa hai người đó có quan hệ gì chăng. Peter thừa nhận họ đã từng yêu nhau nhưng chuyện đã lâu lắm rồi. Sau khi quay lại, họ cùng nhau uống cà phê và thảo luận về việc đặt tên cho con. Hai người họ đã liên lạc với nhau qua email mà Peter không biết. Ngay cả việc vợ anh chuẩn bị sinh ở khu nào anh ta cũng nắm rõ có phần hơn cả anh. Ethan liên tục chất vấn liệu rằng giữa họ còn giấu giếm Peter điều gì nữa hay không. Lúc này cả ba uống một hớp cà phê và nghe như có mùi mèo đái. Anh ra màu xác nhận đây là cà phê mà Peter mang đến. Chẳng lẽ nào thứ anh ta nói đến là hũ cho cóp của ba Ethan. Anh ra màu nghe xong liền đứng lên mẹ nó tống cổ thằng dâu sồm và con chó của nó ra khỏi đây mau. Ethan đau lòng không nói nên lời, ôm mặt khóc rồi hớp thêm một miếng cà phê cho đỡ nghẹn. Anh cố móc họng rồi chạy vòng quanh bếp hỏi cho cốt của bố tôi đâu. Peter hướng dẫn Ethan lấy cho cốt ra khỏi máy pha cà phê. Anh cẩn thận đổ vào hũ rồi mang đi, nhưng lại vấp vào cạnh bàn ngã khiến hũ cốt đổ hết xuống sàn. Khung cảnh dần im lặng khi Ethan quỳ sụp xuống bên cạnh hũ cốt của bố. Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Dù có ngốc nghếch như thế nào thì Ethan vẫn cảm nhận được sự yêu thương và quý trọng người đã từng yêu quý mình. Peter cũng xót xa đến bên cạnh phụ giúp Ethan gom cho cốt của bố anh ta bỏ lại vào hũ.
Sau mọi rắc rối, Peter mượn chiếc xe của anh ra màu chở Ethan đi, còn được anh ta cho mượn một số tiền rất lớn. Quan hệ giữa hai người dần trở nên tốt hơn trước. Peter cho phép Ethan nói nhiều và anh ta lại bắt đầu luyên thuyên về sự nghi ngờ giữa vợ Peter và anh ra màu. Ngoài mặt Peter tỏ ra không quan tâm, nhưng sau lưng Ethan, Peter lại gọi điện cho vợ, hỏi xem cô có gì giấu anh không và anh sẽ rất vui nếu cô thật lòng chia sẻ. Ethan tiếp tục cầm lái và không ngờ lại lạc đến biên giới Mexico. Lúc này Peter lo lắng đến nỗi không còn bình tĩnh được nữa, đôi mắt loạn lên như kiểu lên cơn nghiện. Cảnh sát không chấp nhận mọi lời giải thích, lấy chìa khóa xe của họ mang đi. Mặc dù đảm bảo với Peter rằng anh ta sẽ xử lý tình huống, nhưng Ethan vội lấy theo con chó và hủ cốt của bố mình rồi xin vĩnh biệt cụ. Peter bị bỏ lại một mình đối mặt với hai cảnh sát Mexico cộng thêm lọ thuốc phiện do Ethan mua lúc trước. Anh bị buộc tội vận chuyển trái phép thuốc phiện vào lãnh thổ Mexico. Đang buồn thúi ruột thì Ethan quay lại. Anh cả gan cướp cả chiếc xe cảnh sát rồi tông thủng hàng rào, kéo theo cabin nơi Peter đang bị giam giữ. Đây quả là một pha vượt ngục chấn động cả lịch sử loài người. Chiếc xe lạng lách trên đường phố cố thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Peter bên trong lắc lư điên cuồng, không hay biết gì, còn nghĩ rằng có động đất hay khủng long tấn công sao. Cho đến khi anh nhìn thấy Ethan và thầm cảm kích anh ấy, chốt nối giữa đầu xe và cabin bỗng rơi ra khiến chiếc cabin lộn nhào một vòng. Ethan lo lắng chạy đến xem ơn rời anh ấy vẫn còn thở. Peter cảm kích vì sự liều lĩnh của người bạn, khen anh trông giống hệt một Rambo đích thực, còn chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm. Ethan đã hứa sẽ đưa Peter trở về và anh nhất định phải làm điều đó cho bằng được. Peter im lặng một lúc và quyết định phải hôn tặng người bạn một cái thay cho lời cảm ơn. Sự căng thẳng giữa họ xem ra đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười sảng khoái. Lúc này Peter nhận được điện thoại của vợ. Cô ấy khẳng định dù bất cứ điều gì xảy ra cô cũng không bao giờ phản bội anh. Chúng ta đã là một gia đình và mọi thứ khác không quan trọng. Peter nghe xong cũng mềm lòng, luôn miệng xin lỗi vợ vì đã ghen tuông và nghi ngờ cô ấy. Anh lái chiếc xe chạy lên một ngọn núi vĩ đại. Hóa ra đây là nơi mà bố của Ethan rất thích và anh muốn giải cho cốt của ông ấy ở đây. Tuy nhiên Ethan lại sợ làm trễ giờ của Peter. Giải cho cốt của bố anh cũng là một phần trong hành trình của chúng ta mà. Được Peter động viên, Ethan đã mang cho cốt của bố đến bên cạnh bờ vực. Anh trân trọng hôn lên đó rồi nhắn nhủ bố phù hộ cho mình và nói lời yêu thương đến ông. Ethan tung hộp cà phê lên cho cốt bay hết ra ngoài, cầu mong bố của anh ra đi bình yên và thanh thản. Peter cũng lấy hết can đảm ra thừa nhận với Ethan, thật ra lúc đó anh đã từng có ý định bỏ rơi Ethan, nhưng người bạn đã rộng lòng tha thứ bỏ qua hết tất cả. Không sao, dù gì anh cũng đã trở lại với bánh donut mà, việc đó tốt hơn là anh bỏ tôi ở lại. Nói xong Peter cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Ethan quả thật là một người tốt. Để hưởng ứng khoảnh khắc sự thật này, Ethan cũng thú nhận với Peter rằng anh luôn giữ ví của Peter từ đầu đến giờ. Hóa ra Ethan chỉ vì sợ phải đi một mình, sợ cô đơn và bị bỏ rơi nên mới giữ chân Peter lại. Peter kiểm tra tiền bạc, thẻ, tất cả những thứ anh cần đều còn nguyên vẹn. Peter trầm ngâm một cách đáng sợ, anh hít một hơi thật sâu trong khi Ethan đang sợ đến sun cả vòi. Bất ngờ Peter lao vào đánh Ethan, tao bóc cổ mày chết đồ thằng ăn cắp. Cũng may có tiếng điện thoại reo lên đã cắt đứt cao trào. Là vợ của Peter, cô ấy nói đã chuyển dạ và đang trên đường đến bệnh viện phụ sản. Cả hai thanh niên gác lại mọi chuyện vội chạy về. Trên xe Ethan tìm kiếm bông băng vết thương nhưng lại vớ được một cây súng. Anh vô tình bóp cò một phát khiến Peter giật nảy người. Nhận ra sai lầm của mình, anh trấn an Peter đừng hoảng, bình tĩnh để tôi lo. Nhưng rồi người hoảng loạn lại là anh ta. Vết thương trên người Peter đang rỉ máu. Ethan vừa lấy chiếc khăn trên đầu mình ra băng bó cho Peter mà vừa run rẩy. Giờ thì Peter lại phải trấn an anh ta. Hãy nhớ anh là một diễn viên và vai diễn của anh là một trung sĩ cao cấp, còn tôi chỉ là một người lính thường. Nhiệm vụ của anh là phải đưa tôi về an toàn. Ethan lấy lại bình tĩnh, lập tức nhập vai đưa Peter lên xe. Đường đêm vắng vẻ và yên tĩnh khiến Ethan không ít lần ngủ gục. Peter đau thấu xương nhưng vẫn cố chịu đựng. Thức canh chừng, Ethan gọi anh ta dậy, cầm cự đến sáng cũng đua được đến bệnh viện phụ sản. Ethan dìu Peter đi tìm vợ trong tình trạng vết thương vẫn đang rỉ máu. Vào thang máy, Ethan chảy chốt lại cho Peter gặp lại vợ con phải thật bảnh bao chứ. Bất chợt phát ra từ miệng Peter câu nói, tôi đã bao giờ nói tôi thích mái tóc xoăn của anh chưa? Lần đầu tiên trong đời nghe được điều đó, Ethan cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cảm ơn bạn hiền. Peter vừa chạy vừa gọi tên vợ mình, đồng thời cũng nghe thấy cô ấy gọi tên anh. Đẩy cửa vào nhìn thấy đứa bé có màu da hệt thằng chọc bạn mình. Cái méo gì vậy, nhầm phòng rồi, suýt tí thì tức lộn mề. Ethan hộ tống Peter sang gặp vợ. Vừa nhìn thấy cô ấy, Peter cũng kiệt sức ngã lăn xuống sàn. Peter được mổ lấy viên đạn ra khỏi bẹn và ngồi xe lăn một thời gian. Ethan là người đã thay Peter cắt dây rốn và còn đặt tên cho con gái anh là Rosie. Giây phút hai người chia tay nhau đầy cảm động và lưu luyến, và Peter đã cổ vũ tinh thần cho Ethan đi đến Hollywood tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Không lâu sau, Ethan đã thật sự trở thành một diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Tất cả chương trình hài của Ethan được gia đình Peter xem không sót số nào, từ chỗ ghét nhau như chó với mèo.
Tính cách tương tự thật thà quá mức cần thiết của Ethan đã gây cho Peter bao phen phiền toái cho đến cuối cuộc hành trình, một tình bạn đẹp được hình thành giữa Peter và Ethan. Bộ phim Đen đủ đường là những nỗi niềm tâm sự riêng của những con người có ngoại hình và tính cách tưởng vậy mà không phải vậy. Tình cảm của nhân vật Ethan dành cho cha mình có thể khiến nhiều khán giả phải mủi lòng. Những cuộc hành trình luôn đem lại trải nghiệm khắc nghiệt đối với phản ứng và cảm xúc của con người. Nếu không bị dồn tới chân tường, ta sẽ chẳng thể thấy được bản lĩnh và sức chịu đựng của mình phi thường đến giường nào. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.